Cái này nó vừa nhanh và nó vừa dễ ăn mà ăn nó rất là ngon. Nó không bị chát. À, mình cho một lượng tiết vừa đủ thôi chứ. Chứ đừng có cho nhiều nhá. Bởi vì cái tiết này mình pha bằng muối nó mặn á. Và mình cho nhiều quá thì nó chát, nó không có bị ngon. Thứ nhất là mặn, thứ hai nữa là nó rồi mình đổ ào vào thôi chứ không có cần phải cầu kỳ đâu. À, rồi mình cột đỡ nó lại đi, cột lại một đầu. Mình không có cột sẵn nhưng mà vì khi mình đổ vào một đầu xong đó mình cột lại. À, mình cầm cái đầu kia lên, mình vuốt cho nó căng xuống. Vuốt cho nó căng lại. Rồi mình nộn lại cái đầu này, mình luôn vào cái đầu này. Hôm nay Lâm sẽ chia sẻ với mọi người cái cách để làm sạch lòng heo nhé và khử mùi hôi. Đặc biệt là mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách nhồi lòng heo siêu nhanh và cái công thức để làm cái nhân để mình nhồi lòng để làm sao ăn cho nó ngon, cho nó dễ ăn. Rồi, bây giờ mình đi vào chi tiết nhé. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Đây, phần mỡ lá là cái phần này đây. Người ta gọi là mỡ lá hoặc là mỡ chải nhé. Cái này nó lột ở trong bụng con heo ra. Cái mỡ này thì nó mềm, nhồi lòng rất là ngon. Hoặc là cái phần bụng, mỡ bụng mình cắt ra. Đó, mình dùng những cái này để mình nhồi lòng. Đó là cái mỡ lá và mỡ mỡ bụng. Tiếp theo, ở đây mình sẽ có cây ngò nhé. Miền Nam thì gọi nó là ngò rí, còn ở ngoài Bắc mình thì gọi là rau mùi với lại hành lá. Tí nữa mình sẽ cho thêm một ít đậu phộng rang chín rồi mình xay dập ra, mình cho vô đây. Hành lá một này, ngò là hai này, và một ít rau răm nữa nhé. Đó, là ba loại rau. Nếu như chúng ta có thời gian thì thêm một ít cải bắp trắng sấy thật là mỏng rồi cho vô nữa thì càng tốt, hoặc là cải xanh cũng được, rau bí, rau bầu đó. Còn không thì cứ làm theo cái công thức này thôi. Rồi gia vị thì mình chỉ cho một chút bột ngọt, một chút đường, một chút bột nêm, chỉ ba thứ đó thôi nhé, tức là để mình lấy cái vị ngọt thôi. Còn cái độ mặn thì ở tiết nó có rồi cho nên là chúng ta không có cho muối nhé. Đó. Rồi, tí nữa mình sẽ trộn xay, mình luộc chín cái mỡ lên, sau đó mình xay ra. Mình xay ra thì mình xay vào đây luôn. Mình trộn đều lên. Bắt đầu mình mới nhồi. Công thức thì rất là đơn giản nhưng ăn rất là ngon. Rồi, bây giờ tới cái khâu mình chà chà muối để làm sạch nhé. Muối này muối iốt. Cái này mình chỉ chà một lần thôi chứ không không cần chà nhiều đâu. Thì như mình đã nói với mọi người rất là nhiều ở trên video, cũng có những cái video mình đã chia sẻ rồi, thì mình dùng cái rổ tre này. Cái rổ tre nó có độ mềm, nó ráp ráp thì mình chà nó mới sạch nhé. Còn tất cả những cái như là bóp lá rồi chanh rồi giấm rồi nước mắm tùm lum ra, tất cả những cái thứ đó mình đều làm hết rồi và mà nó không có hiệu quả mình bỏ qua hết rồi, thì mình thấy cái cách này là nó hiệu quả nhất. Rồi, mọi người cho muối vào, mọi người dùng cái bàn tay, cái lòng bàn tay của mình, hai cái muỗng mình cứ chè, mình chè vòng tròn như này. Đó. Cái đè này nó mình chè thôi. Muối là muối iốt nhé, mình đừng có dùng muối hạt. Muối hạt là nó bị rách, nó hạt hạt mà nó cạnh sắc ấy. Thì mình chà vô nó bị, thứ nhất là rách tay mình, thứ hai nữa là nó rách cái này, tí mình nồi nó rất là khó, nó đứt khúc ấy. Hãy
tương đối là nó rất là sạch, nó kè vào đây, cộng muối với kè vào đây. Còn bóp ấy, mình bóp như thế này này, đó. Mình bóp này thì nó rất là trơn, mình bóp như thế này thì nó không có sạch được đâu. Nói chung là nó chỉ một phần nào thôi, chứ nó không thể nào sạch bằng cái rổ này được. Đó, bây giờ mình cho mọi người xem độ bẩn của nó. Đó, mình thấy chưa? Khi mình bóp ấy thì nó không có ra được đâu. Mình dùng cái nước ở tiếp ở vòi xả nhé, đừng có dùng cái thau nước tù. Nhiều anh em cứ kêu là sao không dùng cái thau nước làm cho nó sạch sẽ, nhưng thực chất cái thau nước nó không có sạch bằng cái vòi xả như thế này. Thau nước là nó là nước tù. Cái này mình rửa đâu mình xối đấy nó chảy đi rồi, nó tránh được cái tình trạng mà nó bị dội ngược lại, nó dính bẩn ấy. Đó. Đó, giờ nó ok rồi đó. Mình ngửi nó đã khoảng 70-80% là nó hết được cái mùi hôi rồi. Còn một cái bước cuối, giai đoạn cuối nữa, là mình rửa sạch đi, sau đó mình cho vào nồi nước sôi. Nước sôi đang sôi hùng sục quá nhá, mình thả vào. Khi nào mà cái nòng của mình nó teo lại, nó nổi lên, mình vớt ra, mình cho muối, mình chà một lần nữa thì là ok. Đó. Rồi, cái khâu mình đi nhúng nước nóng. Thứ nhất là để cho nó teo bớt lại, cho nó khỏi bị to quá. Đó. Phần thứ hai nữa là mình nhúng vào nước nóng cho nó nổi lên, sau đó mình đưa ra mình chà. Thì cái khâu đó vẫn là cái khâu quan trọng, là để nó quyết định là cái lòng của mình nó có bị hôi nữa hay không. Thì phải qua cái bước đó nữa nó mới hết được mùi hôi nhá. Bây giờ mình xẻ cho nó nguội bớt đi. Sống thì mình sẽ dùng một cái rổ bé. Bây giờ mình đưa sang cái rổ lớn này để mình xà cho nó rộng rãi, để mình xà cho nó dễ. Đó. Tiếp tục mình cho thêm một đợt muối nữa. Đợt này nó là sạch cân rồi ạ. Mình xà vòng tròn ha. Hơi nóng nhé. Rồi tiếp đó thì mình sẽ chà từng khúc một nhé, đầu nào cũng được, mình căn một đầu, mình chà dần nó đi, thì dùng hai cái bàn tay mình chà theo cái thớ ngang của cái rổ nhé. Đây, đó, cái này mình dùng cái rổ to hơn, rộng rãi hơn, để mình đích là mình dùng hai cái tay mình chà nó như thế này đó. Chà xong cái khâu này rồi thì đảm bảo 100% là sẽ không còn một tí mùi hôi nào luôn. Đừng để cho nó xoắn nhé, nó xoắn thì mình chà nó không có năn được ấy. Nó năn thì khi mình chà như vậy nó năn tròn thì nó mới sạch hết được. Đó. Giống như kiểu mình xe dây ấy, thì mình chà mình phải làm sao để cho cái này nó năn này thì nó sạch được cả xung quanh. Còn ví dụ mình để mình giữ chặt nó, mình đè một mặt ấy, thì nó không có sạch hết được. Đầu to quá này, xấu thì tí mình cắt bỏ. Chà dần mỗi khúc một lượt như thế, xong bắt đầu mình dùng tay mình xoa vòng tròn thêm một chút nữa là được. Đó.
cho mọi người xem nó bẩn này. Khẳng định với mọi người luôn, không còn cái cách nào sạch hơn cái cách này hết. Mình làm nó rất là lâu rồi, thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ cho mọi người. Mình vuốt qua một lần qua vòi nước để bên trong này nó có nước này, ví dụ bên trong này có nước thì mình cho nó ra ngoài. Rồi bây giờ mình cắn cái đoạn nào không ấy thì mình cắt đi. À, đoạn này bỏ nhé. À, cái đoạn này nó to thôi, nó mỏng đó. Mình dồi vô ăn nó không có ngon. Thì mình muốn kiểm tra xem nó có sạch hay không ấy, thì mình nộn nó ra này. À, thì bên trong này ấy, cái mặt này nãy mình đã làm sạch rồi, nó không còn dính bẩn ở đây nữa. Đó. Đảm bảo là nó sạch sẽ luôn. Đó. Rồi mỗi khúc thì mình nên cắt bỏ đi một chút cái đầu này, vì để mình phòng trừ cái trường hợp nhưng mà nó khi mình làm á nó trào ra thì nó dính bẩn một chút ở cái đầu này. Nhưng mà cái này thì mình làm cẩn thận thì nó không còn bị bẩn, nó không có bẩn. Nó không có bẩn ấy, nhưng mà mình cứ cắt đi một chút để đảm bảo là nó sạch sẽ. Ví dụ như là trường hợp như mình đã làm sạch rồi, mình khử mùi các kiểu xong nó sạch sẽ rồi nhưng mà nó vô tình mà sơ ý một tí, nó bẩn một tí ở đây, thì khi mình nhồi vào người ta ăn vào cát hay là cái gì đó thì nó lại bị ảnh hưởng. Cho nên mình muốn đảm bảo cho nó sạch thì mình cắt bớt đi khoảng một phân cái đầu. Nhiều khi các bạn lộn ra như thế này mà thấy nó bẩn, chỗ này nó bẩn ấy, thì mình cắt tiếp, cắt bỏ đi một khúc đó. À, thì cái lòng này làm sao, tại vì đây đó, mình lộn ra nó sạch như vậy rồi thì thôi khỏi. Còn nếu mà cảm thấy nó đang còn bẩn á, nó bị dơ dơ, nó dính cái bẩn vào đây á, thì mình cắt cắt đi một khúc. À, thì thường thường khi mình luôn á thì về cắt cái đầu, hai cái đầu này nó hay bị trào ra thì nó dính tí ở cái đầu. À, mình cố gắng mình cắt nó đi một chút. Rồi khi mà tiến hành nhồi thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít sợi thun như thế này nhé. Sợi thun hoặc là dây. Đại khái là cái gì các bạn cột mà cảm thấy nó dễ, nó tiện thì mình làm thôi. Đó. Sợi thun nhé. Chuẩn bị sẵn đi. À, cái này thì hôm nay mình chỉ cho mọi người không có cột nữa. Tức là mình không có cột trước một đầu nào hết ạ. Bây giờ mình sẽ dồi một đầu trước. Sau đó thì xong cái mình dồi đầu kia rồi mình cột đầu này. Thì như vậy để tí nữa mình sẽ phân tích cho mọi người hiểu. Rồi đây là phần nhân mà mình đã chuẩn bị sẵn. Thì nó có đậu phộng xay dập dập ra. Và cái mỡ này thì mình đã luộc chín rồi. Mục đích mình luộc chín để cho nó khí mình luộc cho nó nhanh chín. Thứ hai nữa là khi mình băm mình xay nó dễ. Rồi rau cỏ thì như lúc nãy mình đã nói rồi. Cái công thức này nó rất là đơn giản mà nó tiết kiệm chi phí. Cho nước nóng vào nhé, nước đang sôi trực tiếp luôn. Phần công cụ của mình thì gồm có cái này là cái nọ giấm. Cái nọ giấm mình cắt ra để mình làm công cụ nhồi nhé, và cái ca. Thì cái nhân thì mình đã cuối nó sệt sệt rồi. Cho nước nóng nó chảy mỡ ra. Cho nó dễ nhồi, khi mình nhồi ấy, nó không bị rít. Khi mà cái mỡ nó bị đông nã thì nó bị rít nhé. Nhưng mình phải cho nước ấm vào, nước đang sôi á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhồi. Rồi đây là huyết nhé, huyết thì mình sẽ
múc vào ca giống như kiểu mình pha tiết canh luôn. Đó. Mình múc một lượng vừa đủ. Rồi mình lấy một đầu nào cũng được. Đầu nào cũng được, mình cho nó luôn nó trước. Cái này nó vừa nhanh và nó vừa dễ ăn mà ăn nó rất là ngon. Nó không bị chát. Đó, mình cho một lượng tiết vừa đủ thôi chứ. Chứ đừng có cho nhiều nhá. Bởi vì cái tiết này mình pha bằng muối nó mặn á, và mình cho nhiều quá thì nó chát, nó không có bị ngon. Thứ nhất là mặn, thứ hai là nó chát. Rồi mình đổ ào vào thôi chứ không có cần phải cầu kỳ gì đâu. Đó, rồi mình cột đỡ nó lại đi, cột lại một đầu. Mình không có cột sẵn nhưng mà vì khi mình đổ vào một đầu xong đó mình cột lại. Đó, mình cầm cái đầu kia lên, mình vuốt cho nó căng xuống, vuốt cho nó căng lại. Rồi mình nộn lại cái đầu này, mình luôn vào cái đầu này. Cách làm này của mình thì có rất là nhanh, cũng không cần phải nhiều người phụ đâu, một người làm thôi, nó chỉ trong vài phút là xong rồi. Đó, giờ mình cứ ép cái đầu này vô cho nó căng vô là được thôi. Khi mà cái này nó vô trong rồi mình để một chút là nó đông lại, nó cứng lại là mình luộc thôi, cho vào luộc, dùng thông cột luôn. Mình vuốt ngược lại đi, vuốt ngược lại cho nó đều đặn á. Mình rửa qua xong mình cho vô một cái tổ. Thì để mình giải thích qua cho mọi người hiểu là mình không có cột sẵn một đầu như hồi trước. Hồi trước thì mình cột sẵn một đầu nhưng mà lần này mình không có cột. Tại vì khi mình cột một đầu á, mình dồn một đầu thì mình khi mình đổ nhân vào á, mình vuốt thì cái nước nước với cái nhân nó xuống trước. Thường thường là mất một khúc ở dưới cuối này, nó không có tiết, không có đầy đủ nhân, chủ yếu là nước. Cho nên là mình sẽ không làm như vậy, mình đổ, mình không có cột sẵn, mình để như vậy luôn. Mình cho vô một đầu thì nó sẽ đều, nó không có bị chỗ có nhân chỗ không. Thường là mình khi mình cột sẵn một đầu, mình đổ một đầu mình vuốt thì cái khúc cuối cùng thường thường là nó nước nó xuống trước tới khúc tiếp theo, thì cũng y như vậy thôi. Mình cũng sẽ cho vô một đầu trước. Cái này mình quay video cho mọi người coi cho nên là nó hơi lâu á, chứ mình làm mà mình không có quay video, mình chú tâm mình làm thì nó rất là nhanh. Đó, cứ vậy đổ vào thôi. Đó, nhanh lắm chứ không phải như trước là mình cứ nhồi nhét mình thọc lâu á, một người làm khó làm mà lâu. Mình căn một cái lượng tiết vừa đủ thôi nhé, khi cho quá tiết nó mặn và tí nữa nó mình luộc lên mình ăn nó chát, nó không có được ngon đâu, nó không có mềm mại. Khi mình pha mình đổ như thế này á thì cái lòng của mình ăn nó mềm mại, nó ngon lắm.
rửa qua cái này đi một tí nó dính vô nó xấu. Thì mình cột bằng thung ấy thì tí khi mình nột chín lên thì cái chỗ này mình cắt cái thung đi hơi đắng đắng này. Thì vậy mình cắt bỏ cái cục này đi nhé, cắt bỏ hai cái đầu mình cột thung, mình cắt đi một khúc bỏ khỏi bị đắng. Mọi người cứ nhồi theo cái công thức của mình, cứ làm theo như mình ấy. Đảm bảo với mọi người luôn, ai ăn cũng phải khen ngon. Tại vì khách của mình những người mà xa cả hàng vài chục cây số được ăn một lần một lần sau là kiểu gì cũng nhớ tới cái lòng của mình luôn. Nhất là người ta làm nó không được sạch ở chợ, cái làm nó không có được sạch mà họ rồi nó không có công phu như vậy, người ta cho tiết không à, mà nhiều khi về cắt ra ăn là gần lông trong không à. Đó, có đơn giản như vậy là xong đó, nhanh lắm, nó chỉ vài phút thôi chứ không tốn nhiều thời gian của mình. Cái này tí mình đổ cho heo ăn thôi, nó dư á, nên mọi người căn căn làm sao nó không có bị dư để khỏi lãng phí. Đây thì trong vài phút mình đã nhồi xong rồi thì bây giờ mình cho vô mình luộc thôi. Luộc xong mình, mọi người nhớ nếu cột thung thì cắt cái đầu này đi nhá, nó bị đắng ở cái đầu này mình cột thung á. Bây giờ mình luộc xong rồi mình sẽ thử cái lòng cho mọi người xem. Rồi sau khi mình luộc chín lên thì mình đã vớt ra đây. Cái nhân thì mình đã luộc chín trước rồi mình xay á. Cái này mình luộc từ 10 phút nhé, từ 10 cho đến 15. Như mình nhá thì mình quá trình nước đang sôi sục á là mình đổ vào là mình tính thời gian là 10 phút, sau đó thì mình tắt đi mình ủ thêm 5 phút, tắt bếp đi mình ủ thêm 5 phút nữa để tránh tình trạng mà nó sôi quá rồi tiết ở trong này nó trương lên á, nó trương lên thì nó sẽ bụi bục. Thì mọi người cho vào nồi á thì cứ cách khoảng 5 phút thì mình châm một lần. À, từ cái quá trình mà luộc từ lúc bỏ vô cho đến khi mà nó chín là 10 phút thì căn khoảng 5 phút mình châm lần, xong rồi 5 phút xong mình châm lại cái nữa, nếu mà ok rồi thì mình vớt ra thôi, cái chín nó không còn có đỏ đỏ cái nước đỏ nó chảy ra nữa thì được thôi, và mình vớt ra là được rồi. Đây thì mình cắt bỏ cái đầu dây thun đi rồi thì cái miếng lòng của mình nó như thế này. Đây mọi người coi, nhìn nó rất là hấp dẫn, nó có tiết, rau hành thì mỡ, ăn nó rất là mềm mại, nó không bị chát. Rất là ngon luôn. Đây mình cho mọi người xem, nó có cả tiết đồ, nó rất đều đặn, tiết sau rồi nó xuống rất là đều, chứ nó không có ví dụ như một miếng lòng mình bình thường mua về mình cắt ra thì chỗ này cục tiết chỗ kia cục tiết, nó không có như vậy đâu. Cái này cái tiết người ta nhồi tiết đông nhá. Đó. Có bạn học theo cách của mình làm hiện nay bán một ngày 3 bộ, chứ không phải là một ngày mà người bạn ấy chỉ bán được ở lúc buổi chiều thôi, bán tầm 2-3 giờ chiều cho đến tối 5-6-7 giờ gì đó là bạn bán một ngày là 3 bộ thì
bán lời hơn triệu bạc ngon này. Thôi, video của mình đến đây thôi. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video của mình hữu ích thì like cho mình một lượt, chia sẻ cho mình một lượt nữa thì càng tốt. Ai xem video mà chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn thắc mắc gì mọi người chưa hiểu thì cứ thả comment ở bên dưới giúp mình nhé. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của mình ạ.